Tối qua ngày 7 tháng 4, tại công viên 23 tháng 9, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Tinh Hoa Tây Bắc kết nối khát vọng xanh năm 2023, chủ đề trọn vẹn từng khoảnh khắc. Festival Tinh Hoa Tây Bắc là sự kiện được tổ chức thường niên mang thương hiệu du lịch chung của 8 tỉnh Tây Bắc. Năm 2023, tỉnh Lào Cai là địa phương chủ trì tổ chức Festival Tinh Hoa Tây Bắc kết nối khát vọng xanh gắn với Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Tại lễ khai mạc, nhân dân và du khách tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu với sự tham gia biểu diễn của các nghệ nhân, diễn viên của đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai và các nghệ nhân. Là sự kiện nổi bật tại festival, chương trình nghệ thuật với chủ đề trọn vẹn từng khoảnh khắc mang đến cho du khách nhiều cảm xúc khi được theo dõi, thưởng thức, cảm nhận câu chuyện xuyên suốt về tinh hoa Tây Bắc với những nét văn hóa nghệ thuật dân gian, nghề thủ công truyền thống, bản sắc các dân tộc, giới thiệu về các điểm đến du lịch tiêu biểu của các địa phương một cách sinh động, hấp dẫn qua các ca khúc, điệu múa, kết hợp trình diễn trang phục thổ cẩm độc đáo của các dân tộc Tây Bắc. Qua chương trình nhằm quảng bá giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch độc đáo của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, tiếp tục xây dựng thương hiệu tinh hoa Tây Bắc, độc đáo, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa vùng đất, văn hóa con người các dân tộc Tây Bắc để thu hút khách du lịch, thúc đẩy hoạt động kết nối trao đổi thị trường khách du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong nhóm hợp tác.